Hello xin chào các bạn Tại SEA Games 31 ngày hôm qua 20 tháng 5 thì bộ môn cờ vua đã khởi tranh thi đấu nội dung cờ chớp Đại diện của Việt Nam tham dự gồm có siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm và kiện tướng quốc tế Lê Tuấn Minh Mặc dù chỉ là kiện tướng quốc tế nhưng mà Lê Tuấn Minh cũng đã đạt được hai chuẩn đại kiện tướng rồi Chỉ cần đạt một chuẩn nữa anh đủ điều kiện trở thành đại kiện tướng Và trong nội dung cờ chớp thì Lê Tuấn Minh cũng là một kỳ thủ có số có má chỉ cần 2 tháng, anh đã có sự bứt phá ngoạn mục khi nằm trong top 50 nội dung cờ chớp trên chess.com. Vì thế, ở SEA Games lần này thì anh cũng là một đối thủ đáng gờm của tất cả các kỳ thủ tham dự, kể cả Lê Quang Liêm. Sau vòng đấu bảng thì 4 kỳ thủ đứng đầu lọt vào bán kết gồm có Tinh Jin Yao của Singapore, Mega Ranto Susanto của Indonesia, Lê Tuấn Minh và Lê Quang Liêm của chủ nhà Việt Nam và cũng không phụ sự tin tưởng của khán giả cả nước thì Lê Quang Liêm chiến thắng Tin Jin Giao với hai ván thắng. Lê Tuấn Minh cũng chiến thắng Megaranto Susanto với tỷ số 2-0. Như vậy, cờ chớp Việt Nam chắc chắn sẽ có huy chương vàng. Vấn đề chỉ còn là huy chương vàng sẽ về tay Quang Liêm hay là Lê Tuấn Minh mà thôi. Tình thế khó xử buộc Quang Liêm và Tuấn Minh rơi vào thế huynh đệ tương tàn. Ở trận chung kết, Ván đầu tiên, mặc dù cầm quân đen nhưng mà Lê Tuấn Minh đã xuất sắc cầm hòa Lê Quang Liêm. Sang ván thứ hai được cầm quân trắng đi trước, Lê Tuấn Minh mở màn với nước tốt D4. Quang Liêm đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi tốt D5, trắng đi tượng F4, hình thành khai cuộc hệ thống London System. Đen đi tốt C5 tấn công tốt trắng. Trắng đi tốt C3, đen đi tốt E6 trắng đi tốt E3 tạo thành kim tự tháp tốt và mở đường cho tượng phát triển Đen đi tượng D6 tấn công tượng trắng và chuẩn bị nhập thành Trắng phát triển mã D2 đen nhập thành Trắng cũng đi tượng D3 chuẩn bị nhập thành Đen đẩy tốt B6 mở đường cho tượng phát triển Trắng đi hậu E2 ngăn tượng đen A6 gạ đổi Tượng đen ăn tượng trắng, tốt trắng ăn lại tượng đen và hình thành tốt trồng đen để tốt a5, sau đó sẽ phi tượng lên a6 gạo đổi quân với tượng quân tượng mạnh của trắng đang ở trung tâm bàn cờ. trắng nhập thành, đen theo kế hoạch phi tượng lên a6 tấn công tượng trắng, tượng trắng ăn tượng đen, mã đen ăn lại tượng trắng, trắng binh xe1 chồng quân với hậu kiểm soát cột nửa mở e, đen đi hậu c7 tấn công tốt trắng và liên kết song xe, trắng để tốt g3 bảo vệ f4 đen lùi mã về B8 Sau đó sẽ phát triển tiếp lên C6 Trắng bình CD1 Đen nhảy mã lên C6 Trắng lùi mã về F1 Sau đó sẽ nhảy tiếp lên E3 Đen đi tốt G6 Trắng đi tốt H4 Đen đẩy tốt xuống A4 Trắng đẩy tốt A3 Ngăn tốt đen tiến xuống Đen bình xe C8 Trồng quân với hậu trên cột C Trắng nhảy mã lên E3 Ở đây thì đen nên nhảy mã A5 sau đó nhảy vào B3 thì sẽ chiếm được một vị trí khá là chiến lược. Có tốt A4 bảo kê phía sau cực kỳ chắc chắn. Nhưng mà đen lại nhảy mã về E7. Trắng nhảy mã lên E5 chiếm lĩnh trung tâm. Quần mã rất mạnh, có hai tốt bảo kê phía sau. Tốt đen ăn tốt trắng, tiêu diệt ngay một quân tốt bảo vệ mã. Nếu mà tốt trắng ăn tốt đen thì cột C sẽ bị mở thông cho đen hoàn toàn kiểm soát. Do đó trắng lấy xe ăn lại tốt đen Đen nhảy mã về lại C6 tấn công xe trắng Không muốn mất công chạy xe Cho nên là trắng đổi mã với đen Hậu đen ăn lại mã trắng Trắng để tốt C4 gạ đổi Tốt đen ăn tốt trắng Xe trắng ăn lại tốt đen và tấn công hậu đen Nhằm phá tan xuống cao su của đen Đen chạy hậu B7 gạ đổi xe Trắng không đổi xe mà bình tiếp xe C1 Xe đen ăn xe trắng Hậu trắng ăn lại xe đen. Như vậy giờ thì trắng lại hình thành súng cao su trên cột mở c. Đen để tốt b5 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu d4 tấn công lại mã đen. Đen đi hậu e7 bảo vệ mã. Trắng đi hậu e5 tấn công tốt đen. Đen không thể sang xe b8 bảo vệ tốt được. Đen cũng không thể phi xe lên a5 để bảo vệ tốt vì khi đó thì xe trắng lao xuống c8 chiếu ngay. Vua đen chạy G7 thì trắng nhảy tiếp mã lên B5 tấn công đôi hậu và mã đen. Tốt đen đang bị ghim không thể ăn mã trắng. Đen chắc chắn sẽ bị mất mã. Do đó ở ván cờ thực tế, đen đành đi tốt H5 và chịu mất tốt B5. Nhưng mà trắng chưa vội ăn tốt đen mà có nước đi cao thủ hơn là đẩy tốt F5 tấn công tốt đen. Tốt đen E6 đang bị ghim không thể ăn lại tốt g6 man tốt trắng thì mã trắng ăn lại tốt đen và tấn công hậu đen thành của vua đen sẽ toang ngay do đó đen không dám đổi tốt với trắng mà bình xe e8 chồng quân với hậu nhằm tháo ghim cho tốt e6 tốt trắng ăn tốt đen tốt đen ăn lại tốt trắng giờ thì hậu trắng men tiếp tốt đen và tấn công tiếp tốt đen a4 giờ trắng đang lợi hơn đen một tốt Cấu trúc tốt thì cũng đẹp hơn Đến đây thì đen lên bình xe A8 bảo vệ tốt Nhưng mà đen lại bình xe F8 để kiểm soát cột nở mở F Nhằm tấn công vào tốt yếu F2 Hậu trắng ăn tiếp tốt đen Và trắng có được hai quân tốt thông Đen đi hậu B7 tấn công tốt trắng Trắng lùi hậu về C2 bảo vệ tốt Và dọa ăn tốt G6 chiếu Đen đi hậu f7 bảo vệ tốt và chồng quân với xe tấn công tốt f2. Trắng đẩy tốt b4 bắt đầu hành trình phong cấp cho tốt. Đen nhảy mã d5 gã đổi mã và mở đường cho súng cao su nhằm thẳng tốt f2 mà bắn. Mã trắng ăn mã đen, tốt đen ăn lại mã trắng và đen cũng có được một quân tốt thông. Trắng bình xe d1 tấn công tốt đen, đen bình xe d8 bảo vệ tốt. Trắng đi xe d4 chặn tốt đen tiến xuống. Đen đi hậu E6. Trắng đi hậu D2. Đen đi vua H7. Trắng đẩy tốt xuống B5. Biết là hai tốt này của trắng tiến xuống thì đen không thể cản phá được. Cho nên đen đi hậu F5 dồn lực để tấn công cứ điểm tốt F2 trước khi mà tốt trắng kịp phong cấp. Trắng đi tốt A4. Đen đi xe D7. Trắng đi vua G2. Đen đi hậu, đen phi hậu vào F3. Trắng đẩy tốt A5. Đen đi xe E7 và thí tốt xe trắng ăn tốt đen đèn phi xe xuống E2 tấn công hậu và tốt trắng rồi quả này thì xem chú em làm thế nào trắng mà chạy hậu thì xe đen ăn tốt F2 dọa phi hậu và G2 chiếu hết ngay buộc là trắng phải thí hậu ăn xe đen và lợi thế thì sẽ nghiêng về đen Tuy nhiên trong tình huống này, trắng gặp nguy không hoảng, đi xe D7 chiếu, Đen mà chạy vua h8 thì hậu trắng d4 rồi g7 chiếu hết. Do đó đen chạy vua g8. Hậu trắng d5 chiếu, buộc đen phải đổi hậu với trắng. Xe đen ăn tốt trắng chiếu. Vua trắng chạy g1, tấn công lại xe đen. Đen chạy xe a2, tấn công tốt trắng. Trắng để tốt b6 mở đường cho xe bảo vệ tốt. Đen đi vua f7. Trắng bình xe B5 bảo vệ cho tốt B6 tiến xuống. Sau nước đi này thì siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi nên đành dừng đồng hồ chịu thua. Như vậy kiện tướng Lê Tuấn Minh đã xuất sắc chiến thắng đàn anh Lê Quang Liêm để giành huy chương vàng nội dung cờ chấp cá nhân tại SEA Games 31. Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên của Lê Tuấn Minh trong sự nghiệp SEA Games. Hy vọng là với chiếc huy chương vàng này thì sẽ tạo tiền đề cho em gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong nghiệp cờ của mình. Trong một diễn biến khác thì ở nội dung cờ chấp nữ, nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên cũng giành được huy chương vàng sau khi đánh bại kỳ thủ Indonesia. Như vậy là hai vợ chồng Trường Sơn Thảo Nguyên đã giành được 4 trên tổng số 6 huy chương vàng cho cờ vua Việt Nam. Chỉ còn một nội dung nữa là nội dung cờ chấp đồng đội. Hy vọng là các kỳ thủ của chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ như thế này ấm nốt hai huy chương vàng cuối cùng Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại